Hi, xin chào anh em, mình là Vũ Sa Đình đến từ Coi68 TV. Nếu như anh em đã có theo dõi cái giải mã crypto phần 1 thì chắc hẳn anh em cũng đã hình dung được cái tiềm năng của mạng LSD Finance cũng như các cái cơ hội trong thời gian tới. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em một cái dự án mà theo mình là một cái lock cap hết sức tiềm năng tại thời điểm hiện tại trong mạng LSD Finance, đó chính là dự án Libra Finance. Anh em hãy cùng mình bắt đầu ngay nhé. Đầu tiên thì Libra Finance nó là một cái dự án sẽ được xây dựng để mà phát triển một cái stablecoin với khả năng đó là mang lại lãi suất dành cho những cái người nắm giữ stablecoin đó. Giao thức này được hình thành bắt nguồn từ cái vấn đề đó là khi mà chúng ta nắm giữ các stablecoin như hiện tại như USDT chẳng hạn hoặc USDC ấy, thì chúng ta sẽ không nhận được bất kỳ cái lợi nhuận nào từ cái việc nắm giữ đó, thậm chí là chúng ta còn lỗ do cái tình hình lạm phát rất là căng thẳng hiện tại. Thì Libra Finance nó muốn giải quyết vấn đề này, và cái biện pháp mà nó đưa ra đó là việc sử dụng những cái liquid staking token, mình sẽ gọi tắt ở đây là LST ha, sử dụng những cái LST để làm tài sản thế chấp, với một lý do đó là LST là những cái tài sản có thể tạo ra lợi nhuận. Mình thí dụ khi anh em staking Ethereum vào trong Lido thì anh em sẽ nhận về ST ETH đúng không ạ, để đại diện cho cái số ETH đã deposit vào Lido cũng như là đại diện cho cái lãi suất anh em sẽ nhận, cái lợi nhuận anh em sẽ nhận được trong tương lai. Thì chính vì vậy người ta gọi LST là các cái tài sản sinh ra lợi nhuận. Và với việc sử dụng những cái tài sản sinh ra lợi nhuận làm tài sản thế chấp thì Libra Finance nó có thể tạo ra một cái stablecoin tạo ra lợi nhuận ổn định cho người dùng. Vì cái tài sản thế chấp của Libra nó là cái liquid staking token LST, do đó mình sẽ giải thích kỹ hơn một chút về LST. Thì LST nó chính là các cái token mà anh em nhận được sau khi đưa Ethereum vào trong các cái giao thức bên thứ ba để mà staking, ví dụ như là STETH của Lido hay là WBETH của Binance hay là những cái như là SWETH của Swell vân vân. Thì LST nó sẽ có hai dạng chính, đó là rebase LST, tức là những cái token mà cái số dư của nó trong ví của anh em nó sẽ tự thay đổi khi mà có cái lãi suất cộng gộp vào. Và cái điển hình nhất đó là STETH, nó đang làm theo cái dạng rebase này. Và cái dạng LST thứ hai đó là non rebase LST, tức là cái LST mà nó sẽ không có thay đổi số dư mà thay vào đó nó sẽ tăng giá trị khi mà anh em được cộng gộp vào lợi nhuận. Tức là ban đầu anh em có thể có một WB ETH với giá đó là 1 ETH đúng không ạ, và sau quá trình staking thì nó sẽ tự động tăng lên đó là 1, cái giá trị khi mà anh em bán ra thị trường của cái WBETH đó nó sẽ tăng lên là 1,05, đó cái phần 0,05 đó chính là cái phần APY, cái lợi nhuận anh em nhận được. Sẽ có một số anh em thắc mắc là vậy thì tại sao lại là LST chứ không phải là những cái loại tài sản khác tạo ra lợi nhuận, thì có những cái lý do theo mình là cốt lõi như sau. Thì đầu tiên cái mạng LST là một cái mạng hết sức là tiềm năng với cái market size cực kỳ là rộng lớn. Như cái hình mà anh em có thể thấy trên màn hình thì tổng số Ethereum đưa vào trong các cái LST hiện tại thì mới chỉ loanh quanh đó là khoảng 11,9 triệu Ethereum, tức là khoảng hơn 19 tỷ đô một chút, và anh em có thể thấy rằng nó mới chỉ chiếm đâu đó khoảng gần 10% cái tổng cung của Ethereum hiện tại thôi, và cái market size trong tương lai của nó còn có thể tăng lên rất là nhiều. Và chúng ta chỉ mới xét đến ở đây đó là Ethereum, trong tương lai các cái chain khác như Solana hay là Avalanche hay là Polkadot nó thậm chí nó cũng có thể phát triển mạnh mẽ cái mảng liquid staking này, và vì vậy cái tiềm năng của Libra nó sẽ cực kỳ là rộng. Cái nguyên nhân thứ hai đó là cái mạng LST này hiện tại thì khá là ít dự án người ta đang khai thác được cái tiềm năng của mạng này. Thì nếu như anh em có để ý thì mình đã nói giới thiệu về Pendle rồi đó. Pendle cũng là đang là một trong những cái dự án đã khai thác được cái market size rộng lớn của LST, và nó cũng đã bùng nổ trong cái thời gian qua rất là đáng chú ý. Thì Libra nó cũng đang cố gắng để mà thứ nhất là giải quyết cái vấn đề của nó, và cái thứ hai là nó khai thác được cái tiềm năng của LST, và chính vì vậy mình nghĩ rằng là Libra nó đang là có một cái lợi thế rất lớn, đó là lợi thế của người đầu. Mình sẽ nói qua một chút về cái cơ chế hoạt động của Libra Finance. Thì cơ chế hoạt động nó sẽ xoay quanh ba cái chức năng chính của giao thức, đó là mint, regist redeem và liquidation.
Thì đầu tiên min nó là cái chức năng cho phép chúng ta deposit các cái loại liquid staking token vào trong cái Libra Finance và min ra các cái stablecoin như là EUSD ở V1 và PAUSD ở V2. Cái chức năng thứ hai đó là Revit Redeem. Thì Revit Redeem nó là một cái tính năng đổi EUSD thành Ethereum với cái tỷ lệ giá trị đó là cứ 1 EUSD thì chúng ta sẽ đổi được $1 giá trị của Ethereum. Cái chức năng thứ ba cũng rất quan trọng đối với Libra đó là liquidation, tức là một cái cơ chế thanh lý. Giao thức sẽ kích hoạt cái cơ chế thanh lý khi mà tỷ lệ tài sản thế chấp của khoản vay đã giảm xuống dưới cái ngưỡng an toàn, thông thường là 150%. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Libra V2 và những cái thay đổi mà theo mình đánh giá là cực kỳ quan trọng. Đầu tiên đó là thay đổi về tài sản thế chấp. Thì trước đây trong V1 á, thì Libra người ta chỉ chấp nhận cái Rebate LST làm tài sản thế chấp. Và đến V2 thì người ta đã thay đổi với việc mở rộng chấp nhận cả các cái non-rebate LST làm tài sản thế chấp. Việc thay đổi này nó giúp cho giao thức nó tăng thêm được cái tài sản thế chấp, từ đó tăng được người dùng và market size của giao thức rất là nhiều. Cái thay đổi tiếp theo đó là thay đổi trong việc ra mắt thêm một cái stablecoin. Thì trong V1 tại vì chỉ chấp nhận Rebate LST thôi, cho nên là cái stablecoin mà người ta dùng là EUSD. Trong V2 với việc mà ra mắt thêm cái pool thế chấp bằng non-Rebate LST ấy, thì người ta đã ra mắt thêm một cái stablecoin đó là PAUSD, tức là PAC của EUSD. Thì khi mà anh em min bằng Rebate LST, anh em sẽ nhận được EUSD. Còn nếu anh em nhận min bằng non-Rebate LST thì anh em sẽ nhận được là PAUSD. Thêm một cái điểm nữa mình muốn nói đó là PAUSD thì nó sẽ được phát triển theo hướng đó là Omnichain, tức là sau này nó sẽ giúp cho Libra mở rộng thị trường sang các cái chain khác, và đây là một cái định hướng khá là tốt trong tương lai. Cái thay đổi thứ ba đó là thay đổi về mặt cái tokenomics liên quan đến các cái ứng dụng của ESLBR. ESLBR nó sẽ là cái token mà anh em nhận được khi mà anh em mua LBR, native token của giao thức và lock lại. Hiện tại thì khi mà chúng ta mua và nắm giữ ESLBR thì chúng ta có quyền tham gia trong quản trị giao thức, quyết định những cái hoạt động của giao thức cũng như là quyết định cái pool, bỏ phiếu cho cái pool mà chúng ta yêu thích, và từ đó chúng ta có thể tăng cái phần thưởng khi mà chúng ta cung cấp thanh khoản trong cái pool đó. Thì đây là một cái tính năng khá là tương tự cái mô hình VA Tokenomics. Bên cạnh đó thì khi mà anh em có ESLBR và anh em lock ESLBR lại thì anh em sẽ được chia sẻ cái doanh thu từ giao thức, và 100% phí mà giao thức thu nó sẽ chia lại cho những cái người mà đang nắm giữ ESLBR. Đây là một cái bull case theo mình rất là lớn, tại vì nếu như anh em chưa biết thì mặc dù chỉ mới ra mắt gần đây thôi, nhưng mà cái khoản phí mà giao thức thu được là khoảng 3.4 triệu đô la, một cái số rất là cũng khá là lớn trong thời điểm hiện tại. Và cái thay đổi thứ tư đó là việc thêm các cái chương trình bounty. Thì nó sẽ có hai cái chương trình, đó là Van Vesting Bounty và Dynamic LP Bounty. Đại loại hai cơ chế này nó sẽ giúp chúng ta đốt nhiều LBR hơn, giảm phát thải ESLBR và LBR, cũng như là tạo ra một cái quỹ, bổ sung tiền cho một cái quỹ để duy trì sự ổn định của giao thức. Và cái thay đổi cuối cùng đó là cái việc ra mắt cái quỹ ổn định mà mình nói ở vừa rồi đó, tức là Stability Fund. Thì cái quỹ này nó sẽ có chức năng đó là nó sẽ giữ một cái lượng tiền, và cái lượng tiền này sẽ được dùng để mà duy trì cái ổn định của đồng EUSD. Bên cạnh các cái cơ chế sẵn có của giao thức thì cái này nó sẽ bổ sung thêm để nó tránh những cái sự kiện như là thiên nga đen hay là những cái sự kiện mà nó mang tính rủi ro, thì nó sẽ vẫn có cái tiền để nó cover được cái rủi ro đó. Sở dĩ mình nói V2 nó mang đến những cái thay đổi quan trọng là bởi vì đầu tiên anh em có thể thấy là với cái việc mà ra mắt thêm các cái non-rebate LST làm tài sản thế chấp ấy, thì rõ ràng Libra nó đã mở rộng ra cái thị trường rất là lớn khi mà nó đã gom lại toàn bộ những cái LST phổ biến nhất hiện tại, và cũng như những cái người dùng, những cái người đang nắm giữ LST đó, nó cũng đã gom về cái giao thức của nó. Từ đó nó sẽ mở rộng thêm cái market cũng như là tăng cái lượng phí mà nó thu được trong tương lai. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là nó đang thể hiện cái định hướng đó là sẽ phát triển đa chain, nó không chỉ dừng lại ở câu chuyện ở trên Ethereum mà còn sang các cái layer 2 và thậm chí là sang các cái chain mà tương thích với EVM hoặc là thậm chí là non EVM khác. Đây là một cái bước đi theo mình khá là tốt. Cái yếu tố thứ ba nó liên quan khá nhiều đến tokenomics. Ban đầu thì LBR nó là một cái tokenomics chủ yếu được dùng để
trả thưởng cho người dùng cũng như là khuyến khích trong giao thức. Thì hiện tại với cái việc mà ra mắt cái UK mới thì em có thể thấy là sẽ có rất nhiều người người ta muốn mua và nắm giữ LBR, sau đó tiếp tục stake LBR để nhận ESLBR. Thì cái ESLBR nó sẽ phục vụ cho thứ nhất là công tác quản trị, thứ hai là những cái dự án mà có cái pool ở trên Libra thì người ta sẽ muốn sở hữu thật là nhiều ESLBR để người ta bỏ phiếu cho cái pool của họ để nâng cao cái phần thưởng, từ đó push trap cái phần thưởng của họ lên, cũng như là khuyến khích những cái người dùng khác ấy, người ta đổ thanh khoản vào đó. Thì nhu cầu của việc mua và nắm giữ LBR nó sẽ tăng thêm một bước nữa. Và thêm một cái mà mình muốn nói ở đây đó là lock ESLBR để mà được chia doanh thu từ giao thức. Thì bởi vì khi mà trả thưởng bằng ESLBR thì Libra nó sợ là sẽ có một cái thời điểm nào đó mà người ta sẽ xả LBR khi mà đạt đến một cái đỉnh đấy, khi mà cái phần thưởng đạt quá nhiều rồi thì người ta có thể unlock ESLBR và xả cái lượng đó ra trên thị trường. Thì để mà thay đổi cái điều này thì Libra nó lại đưa thêm một cái phần thưởng nữa, tức là khi chúng ta lock ESLBR thì chúng ta được chia sẻ doanh thu từ nhau, và đây cũng là một cái điều kiện khá là hấp dẫn. Một số cái số liệu ấn tượng mà mình muốn chia sẻ với em về Libra Finance. Thì đầu tiên, Libra Finance ban đầu chỉ có TVL khoảng đâu đó hơn 3 triệu đô một chút vào tháng 4 năm 2023, và đến tháng 7 năm 2023 Libra đã đạt cái on time high và khoảng gần 390 triệu đô la TVL trong giao thức. Đây là một cái sự tăng trưởng hết sức là ấn tượng trong cái thời điểm thị trường khó khăn như thế này. Cái tiếp theo mà mình muốn chia sẻ đó là về những cái khoản phí cũng như là cái khoản vay mà giao thức tạo ra. Thì hiện tại TVL giao thức đang đạt ổn định quanh mức khoảng 147 triệu đô la. Thì với cái số liệu như vậy thì Libra đang tạo ra được cái phần tiền vay liên quan đến AUSD và PAUSD khoảng 63,8 triệu đô la và tạo ra một cái khoản phí là khoảng 3,4 triệu đô la. Đây là một cái hiệu suất sử dụng vốn khá là tốt. Thêm một thông tin nữa đó là sau khi ra mắt V2 thì TVL trên Libra V2 đã nhanh chóng là đạt cái mức là khoảng 94 triệu đô la trên tổng số 147 triệu đô la TVL hiện tại. Điều này chứng tỏ là Libra V2 nó đã thực sự giải quyết được những cái vấn đề của V1, và trong tương lai thì khả năng cao V2 nó sẽ là chiếm toàn bộ TVL trong giao thức. Chúng ta có thể tổng kết một số cái vấn đề như sau. Thì đầu tiên, Libra Finance nó là một cái giao thức khá là mới và thú vị khi đang tìm cách tạo ra một cái stablecoin có khả năng tạo ra lãi suất cho những cái người nắm giữ nó. Cái tiếp theo là Libra nó đang phát triển trong mạng Liquid Staking Finance, một trong những cái mạng mà theo mình đánh giá là cực kỳ tiềm năng trong vài năm nữa, bởi vì cái market size của nó cực kỳ rộng lớn, và đang có Libra cũng đang có cái lợi thế, đó là lợi thế của người đi đầu. Cái thứ hai mà mình muốn nói ở đây đó là cái việc thay đổi trong V2 thì nó khá là tích cực, khi mà nó đã thứ nhất là vừa mở rộng cái thị trường cho Libra, tăng người dùng, tăng doanh thu, vân vân. Thứ hai là nó cũng đã cải thiện được cái tokenomics vốn dĩ đang rất là lạm phát, trở nên là một cái tokenomics nó khá là có bull case, và cái flywheel của nó trong thời gian tới nó có thể khá là mạnh, khi mà cái lượng phí chia từ giao thức nó vẫn đang rất là ổn định và rất là hấp dẫn. Tuy nhiên thì cái hạn chế của Libra cũng như những cái rủi ro của nó thì vẫn là có. Đầu tiên thì mình muốn nói về rủi ro trước, nó sẽ có những cái rủi ro liên quan đến bảo mật. Nếu như không thực hiện tốt cái công tác bảo mật thì các cái pool thanh khoản trong đó có thể bị hack và gây thiệt hại cho người dùng cũng như là thiệt hại cho chính giao thức. Cái rủi ro thứ hai đó là bởi vì về bản chất LBR nó thay đổi tokenomics, nhưng mà cuối cùng nó vẫn chỉ là xoay quanh vấn đề đó là khuyến khích người dùng và trả thưởng. Chính vì vậy anh em cần lưu ý đó là sẽ có những cái thời điểm LBR, cái lượng LBR phát thải trên thị trường nó sẽ rất là cao, và chúng ta cần phải có những cái timing hợp lý khi mà tham gia đầu tư vào cái dự án này. Thì đó là toàn bộ những cái chia sẻ của mình liên quan đến Libra Finance. Hẹn gặp lại anh em trong các cái clip tiếp theo của Giải Mã Crypto.